tự bôi các sản phẩm chăm sóc da có thể ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của sản phẩm. Vì vậy mà thứ tự bôi cũng rất là quan trọng. Hôm nay bác sĩ Anh Tú sẽ bật mí cho các bạn thứ tự bôi các sản phẩm chăm sóc da như thế nào cho đúng. Đầu tiên là rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và lau khô nhẹ nhàng. Sau đó bôi thuốc điều trị như là thuốc bôi điều trị mụn, thuốc bôi điều trị nám ngay sau khi rửa mặt. Và tiếp theo là bôi kem giữ ẩm hoặc là kem chống nắng, hoặc là kết hợp cả hai nếu tình trạng da của bạn được bác sĩ hướng dẫn cần phải có một cái sự kết hợp như vậy. Và cuối cùng là bước trang điểm, nếu mà bạn có cái thói quen trang điểm hàng ngày. Một vấn đề rất là quan trọng mà bạn cần biết đó là khi chúng ta sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc lên da thì có thể gây ra tình trạng kích ứng hoặc là dị ứng da, đặc biệt nếu là bạn đang sử dụng nhiều hơn một sản phẩm chống lão hóa, thậm chí có thể còn làm lộ rõ các dấu hiệu lão hóa khi chúng ta bôi quá là nhiều lớp trên khuôn mặt của mình. Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về thứ tự bôi của các sản phẩm chăm sóc da, hãy đến bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh để được các bác sĩ khám và tư vấn nhé.